xong rồi mình mới thử que lên thì mình thấy, cái mình đi xét nghiệm máu thì cái chỉ số beta hcg là cái chỉ số mà có em bé nó có lên cao. Xong rồi sau đó mình đi siêu âm thì lại không thấy cái gì hết, chắc là em bé nó chưa có vào tử cung. Nhưng mà sau đó 1-2 ngày thì là mình bị ra máu thì đi khám lại thì là cũng đã là sảy rồi, là tổng cộng lại là 7 lần kích trứng, không chỉ là bị ít trứng nữa mà còn do cái cổ tử cung của mình nó hơi bị yếu nữa, cho nên mình cũng không có khó lưu thai, đúng rồi, khó giữ được con, nằm luôn từ lúc mà mới bỏ phôi vô cho tới lúc mà sanh ổn luôn, nằm hai cái chân nó teo luôn á, tại vì mình đâu có sử dụng cái chân đâu, mình nằm suốt mà. Trời ơi trời, em chưa nghe cái hành trình nào như vậy hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 21:30 cùng ngày trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin NetLove. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi, Abetito, Siro ăn ngon ba tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Và thưa quý vị, người bạn đồng hành với Ngọc Lan đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào tất cả mọi người. Sao giờ em thấy chị rất phấn khởi luôn á. Đúng rồi. Sao vậy? Tại chúng ta sẽ sắp được gặp lại, gọi là gì ta, thanh xuân của chúng ta. Em sẽ không làm mất thời gian của chị cũng như là không làm mất thời gian của quý vị khán giả, và em sẽ nhờ bé Fito Bimbi mời khách mời bước vô trong cái gian bếp này ngay bây giờ. Mời bé. Đó. Không phải là thanh xuân của riêng em mình chào nha. Chị. Đây là thanh xuân của rất nhiều người nha. Mời chị Thanh Ngọc. Em mời chị. Cảm ơn em. Đây là nước hoa đậu biếc. Dạ, nước hoa đậu biếc đó chị. Và ăn bánh. Uống đi Ngọc. Để cho có năng lượng và chúng ta tiếp tục cái hành trình làm mẹ nào. Trong lúc gì Thanh Ngọc uống nước thì mình cho bé Fito của mình đi con chơi đi. Con đi ra ngoài đi chứ đây là chuyện của người lớn. Rồi luôn có cái câu đó nha. Trời ơi, bé ghê. Rồi giờ nè, không có bữa ăn nào miễn phí đâu. Ủa? Cho uống xong mắc kể gần chết luôn đó. Là nếu như mà ai mà có theo dõi và là fan hâm mộ của Thanh Ngọc thì sẽ biết rằng là nếu như mà bây giờ con trai mình gần 3 tuổi, so với cái thời điểm mà Thanh Ngọc tổ chức đám cưới là một khoảng thời gian cũng khá là dài. Điều đó có nghĩa là để con đến với mình sẽ là một hành trình cũng rất là dài. Thế thì đi qua cái hành trình dài và cái ngày đầu tiên mà mình tiếp nhận được cái tin là con đến với mình rồi, mình có em bé rồi đây, nó đã diễn ra như thế nào? Bây giờ phải nói sao ta, nói để nói thì nó rất là dài và nó hỗn độn cảm xúc, là bởi vì Ngọc là cưới năm 2011 thì tới mãi năm 2019 Ngọc mới có được bé ổn. Thì suốt khoảng thời gian đó, những năm đầu tiên thì mình chưa có đặt nặng vấn đề con cái lắm, là giống như là hai vợ chồng son vẫn là đi làm, đi vui chơi, tận hưởng cái cuộc sống vợ chồng son trước khoảng tầm 2 năm. Đến năm 2013 thì mình mới bắt đầu nghĩ đến chuyện là có con cái, thì đợi hoài mà cũng không thấy, thì đi khám thì cái vấn đề đó là do là cái dự trữ buồng trứng của Ngọc nó ít quá, nên là mình không biết lúc nào mình có trứng và lúc nào mình không có trứng. Và nhiều khi trứng mà có nhưng mà nó rụng non chẳng hạn, thì nói chung là nó rất là khó để mà thụ thai được. Thì có nghe mọi người kêu đi uống thuốc bắc này kia nữa, người này chỉ cái này, người này chỉ cái kia này nọ, đủ thứ sao bận hết, là đi uống thuốc bắc nha, là mua thuốc bắc, là cũng đi hai ba ông thầy thuốc bắc á, ở nhà là nấu thuốc bắc lên uống, xong rồi mỗi lần mà đi chơi đi khách sạn cũng đem cái niêu thuốc bắc đi đem vô trong khách sạn chị để nấu. Chị cho em hỏi cái khách sạn có la mình không? Trời tại ơi, vì cái mùi nó đúng rồi, nhiều đúng, lắm đúng, đó đúng chị. Đúng rồi. Ngọc nhớ con lần đó là Lạc, nên là Lạc mà phải nấu uống thì cái mùi thuốc bắc nó cũng nói chung cũng không phải là khó chịu lắm, nó cũng dễ chịu, nhưng mà mọi người là lúc mà mọi người mình nấu thì mình cũng ngại, nhưng mà bây giờ bắt buộc phải như vậy thôi, nhưng mà mình cũng đóng cửa kính lại hết rồi, mình mở cửa sổ ra cho nó thoáng ở trong cái phòng của mình hết rồi, nhưng mà ở trong hành lang thì nó vẫn nghe một chút xíu mùi thuốc bắc. Uống mà cũng khó lắm, uống nó trời ơi, uống thuốc bắc nó khó chịu lắm. Cũng có thai đó, cũng có thai được tự nhiên luôn đó nha. Thời gian bao lâu chị uống thuốc bắc thì mới có thai? Chắc cũng mấy tháng á cũng có thai tự nhiên, xong rồi cái là thấy cái người nó kỳ kỳ,
xong rồi mình mới thử que lên thì mình thấy xong rồi cái mình đi xét nghiệm máu thì cái chỉ số beta hCG là cái chỉ số mà có em bé nó có lên cao. Xong rồi sau đó mình đi siêu âm thì lại không thấy cái gì hết, thì bác sĩ mới nói là chắc là nó, em bé nó chưa có vào tử cung. Nhưng mà sau đó 1-2 ngày thì là mình bị ra máu thì đi khám lại thì là cũng đã là sảy rồi. Ông xã Ngọc là bên bác sĩ mà cho nên ảnh cũng thiên về y học nhiều hơn, tây y nhiều hơn, thì ảnh mới nói là thôi mình khó như vậy thì thôi mình cứ là đi theo tây y luôn đi, chứ anh thấy em uống cái này hoài cũng mệt mỏi cho mình á, thì mới đi kích trứng. Là suốt cái hành trình á là tổng cộng lại là 7 lần kích trứng, là chích thuốc vô để mình kích trứng ra để cho nó trứng nó trưởng thành, xong mình cho rụng trứng. 7 lần kích trứng thì 3 lần là thụ tinh trong ống nghiệm, có khi không đậu, rồi có khi đậu nhưng mà lại cũng không có duyên với mình, do cái cơ địa của mình không chỉ là bị ít trứng nữa mà còn do cái cổ tử cung của mình nó hơi bị yếu nữa, cho nên mình cũng không có lưu thai, đúng rồi, khó giữ được con. Có thai bé Uẩn á thì là cái phôi cuối cùng rồi đó, để vô nói thôi nếu mà lần này không đậu nữa thì thôi chắc cũng không làm nữa đâu. Nhưng mà cũng chưa biết, tại vì cũng có nhiều lần là nói thôi không làm nữa nhưng mà cuối cùng lại làm. Thì tại vì mỗi lần làm cái đó nó cũng mệt mỏi. Khi mà mình bỏ phôi vô thì 14 ngày sau là mình thử que mình thấy mình lên hai vạch rồi á, thì mình mừng, hai vợ chồng cùng mừng nhưng mà cùng lo, là bởi vì cũng đã bị buộc ra khỏi tầm tay như vậy cho nên là rất là lo lắng. Bao nhiêu lâu trong thai kỳ bé Uẩn thì cái cảm giác về cái sự bất an, về cái chuyện đó làm mình không dám kỳ vọng quá nhiều, nó bắt đầu giảm xuống và nó mất đi? Phải gọi là trong suốt thai kỳ lúc nào cũng lo lắng hết á, không bao giờ mà cảm thấy thoải mái được hết, là bởi vì là... kiểu như 30 chưa phải là Tết luôn á, đúng không? Cứ sợ vậy á hả? Đúng rồi, thậm chí á không có một tấm hình nào có bầu luôn, không dám chụp hình có bầu luôn, nói chung là không dám một cái gì hết á, rất là sợ. Mà tại vì khi mà có bầu Uẩn á, là lúc đầu là cũng bị ra máu nhiều, là do cái thai nó bị bóc tách đó, là phải nằm yên, là cũng nằm yên như vậy, xong rồi tiếp tục tới những cái móc này móc nọ, là có cái này để mình lo, có cái kia để mình lo đó. Thế là nằm luôn từ lúc mà mới bỏ phôi vô cho tới lúc mà sanh Uẩn luôn, nằm hai cái chân nó teo luôn á, tại vì mình đâu có sử dụng cái chân đâu, mình nằm suốt mà. Thế thì cái việc đi lại trong thai kỳ để thăm khám kiểm tra thì là sao? Chồng sẽ ẩm từ nhà đi ra xe. Xong rồi ở trong phòng khám thai đó chắc nó cũng mắc cười, thế cái bà này sao bị ẩm hoài, chồng ẩm hoài. Tức là chính xác là chị nằm không, suốt 9 tháng chị không nhúc nhích hai cái chân, không nằm bước tới chân lúc sanh Uẩn, không bước chân xuống giường luôn, chỉ có bước chân xuống giường cái lúc mà mình phải đi toilet thôi, đi vệ sinh thôi, không có tắm được luôn á. Đó là do mình quá căng thẳng và mình cứ đảm bảo an toàn cao nhất, hay là nó đến từ cái chỉ định của bác sĩ luôn? Cả hai luôn, bác sĩ nói là ráng nằm dưỡng. Rồi mình cũng ráng mình nằm yên luôn, tại vì là cái bóc tách nó cũng sợ lắm, cái bóc tách đó mình phải nằm để cho nó ẹp lại, để cho nó ra máu nhiều là để nó ổn định. Chị, nhưng mà rồi chị có bị ngén không? Có bị ngén chứ. Rồi mỗi lần ói rồi làm sao? Thì ói lật ngang qua ói thôi. Trời ơi trời, em chưa nghe cái hành trình nào như vậy hết. Thì đó, thì cũng phải có hành trình như vậy đó. Có điều là không vui đúng không? Nhưng mà từ đó để cho chúng ta kiểu như động viên tinh thần lẫn nhau á mọi người. Chị có một câu hỏi muốn hỏi em là cái giá trị của cái việc mà mình lấy một ông chồng bác sĩ, thì trong thai kỳ một cái người đầy kiến thức tây y am mặt hiểu. Tự hào hẳn. Mặt tự hào hẳn. Thì có cái tác động như thế nào đến cái việc mình dưỡng thai? Mỗi bác sĩ có một cái chuyên khoa riêng, chứ không phải là bác sĩ nào cũng biết sản khoa, đúng biết rồi, về cái khoa khác của mình. Thì đương nhiên là anh cũng sẽ tìm hiểu thêm, hoặc là anh sẽ gọi điện thoại cho những anh chị quen biết rồi cũng làm trong đó. Nhưng mà bữa lúc đó là đi bác sĩ đó là cũng hoàn toàn tin tưởng vào bác sĩ đó, nên là cũng có gì cũng trao đổi với bác, cũng hiểu, rồi anh cũng tìm hiểu thêm những cái thông tin này kia, nên là anh cũng trấn an mình rồi này kia nọ. Thì
đến nỗi mà cái vấn đề có một ông chồng vậy cái tự nhiên có thấy yên tâm không? Thì mình cũng yên tâm chứ. Thật sự ra là trong suốt một cái quá trình em mang thai á, mình cảm thấy là mình rất là thương chồng mình luôn á, tại vì ảnh chịu cực với mình quá. Thôi cái chuyện ẩm là tôi thấy thương rồi. Rất cực luôn. Tại vì Ngọc á là khó chịu khi mà không có được tắm rửa gội đầu này kia, thì bây giờ là mỗi ngày ảnh đều ẩm, không cách ngày thôi, cách ngày anh đều ẩm đi ra ngoài để anh gội đầu cho mình luôn. Thì ban đầu gội còn hơi lóng ngóng, về sau gội cũng đã luôn, gội massage rồi massage này kia đủ thứ xong hằng luôn á đó. Đó là gội đầu cho, rồi sấy tóc cho, rồi đó anh ẩm vô, rồi anh lau mình, ngày nào cũng lau mình hết, tại vì không có tắm được lau mình. Nhưng mà trong cái lúc mà mình mang bầu như vậy, mình nằm suốt như vậy, chắc chắn sẽ những cái khoảng thời gian chị cảm thấy rất là bức bối. Với một người nhiều năng lượng như chị mà bây giờ phải nằm như vậy, tuy là mình nằm với một cái niềm hạnh phúc đó, mình nằm với sự mong chờ mình đứa con mình chào đời, nhưng chắc chắn nó sẽ có những cái khoảnh khắc chị bức bối, chị khó chịu, chị mệt chứ. Thì có bao giờ chị nhìn thấy những cái sự chăm sóc của chồng dành cho mình, của anh dành cho mình, mình bất chợt mình bị rơi nước mắt vì cái điều đó không chị? Nằm thì đương nhiên là bức bối rồi, quá bức bối luôn. Thì chỉ trong phòng thôi, thậm chí còn lâu lâu ẩm ra ngoài phòng khách cho thay đổi không khí tí xíu rồi ẩm vô. Nhưng thật sự ra là đồng vợ đồng chồng, và mình thấy được là mình cũng đang rất là cố gắng, chồng mình cũng đang cố gắng, và mình trân trọng cái điều đó, mình cảm thấy rất là thương ảnh. Hai vợ chồng lúc nào cũng kiểu tự động viên cho nhau, lúc nào cũng động viên nhau cố lên này kia nọ. Chứ mà nhìn chồng mà rơi nước mắt thì cũng không có, tại vì hai vợ chồng cùng đang cố gắng mà. Điều đó mình thấy như vậy, mình thấy vui, bởi vì mình có sự đồng hành của chồng mình, không bị cô đơn. Và cái khoảng thời gian đó là cảm thấy là rất là trân trọng luôn, đã trải qua được cái khoảng thời gian đó. Cái ý niệm nào nó nảy sinh trong cái hành trình thai kỳ để mình cùng cố gắng, chồng cùng với mình cố gắng, và mình giải tỏa hết những cái sự bức bối về mặt thể trạng khi mà ở một chỗ như vậy? Thì cái niềm tin nào, cái neo đậu hy vọng nào mà Ngọc bám vô và mình vì nó mà mình đi qua hết một cái khoảng thời gian dài như vậy? Thật sự ra là lo lắng là lo lắng liên tục luôn á. Có nghĩa là mình đi qua từng mốc, là mình cảm thấy là đi qua từng mốc mỗi ngày trôi qua. Những người phụ nữ khác khi họ mang thai, họ được đi làm, họ được thư giãn, họ được này kia, họ được ngồi dậy cãi lộn với chồng nữa. Trời ơi, mình cứ như vậy á, rồi ngồi cứ đếm, cứ coi thời gian trôi qua. Mấy người phụ nữ khác á đi khám thai ít lắm, kiểu như một tháng đi một lần. Hoặc là còn Ngọc á, nhiều vấn đề quá cho nên nó là cứ một tuần là đi, cứ một tuần là phải đi vậy đó. Cho nên là nó cứ cuốn mình theo như vậy đó. Cơ địa mà cái cổ tử cung của mình nó bị yếu á, tuần thứ 20-23 đó là phải vô bệnh viện để nằm một tháng rưỡi. Tại vì để đặt cái vòng nâng đỡ cổ tử cung lúc đó nó ngắn lại, phải đặt cái vòng đó để nó giữ cái cổ tử cung mình lại, nó chắc lại, để nó giữ em bé lại. Thì cũng vô bệnh viện là cũng phải nằm ở trong đó, thì ông xã cũng vô trong đó ngủ đó. Sáng dậy anh đi làm, chiều anh về bệnh viện, xong rồi về lấy đồ này này nọ. Thì trong ngày cũng có mẹ lên, tới tuần thứ 28 được về nhà. Xong rồi cái tại vì 28 tuần là bác sĩ cũng nói là vô được cái mốc cũng an toàn được chút, thì lúc đó mình cũng thấy mừng một chút rồi, mình cũng cảm thấy mình yên tâm hơn một chút rồi. Thì mình về mình ráng mình dưỡng tiếp tục, mình cứ tiếp tục nằm. Xong rồi sau đó là đi chích thuốc trưởng thành phổi. Mà tới tuần thứ 31 thì bị đau bụng xong rồi vô bệnh viện cái là cổ tử cung nó nở ra hết trơn luôn rồi. Trong khi trước đó thì là mới có vài ngày á, thì là khám siêu âm á, thì nó vẫn chưa có thay đổi gì hết. Thì nó rất là nhanh đó, nó rất là nhanh luôn. Chỉ đau bụng là từ 5-6 giờ đau vậy đó. Xong rồi sáng là vô bệnh viện cái là không nở có đó. Là nở ra hết luôn, là phải lấy cái vòng nó ra để mà sanh thường. Lúc đó sanh cũng khó lắm, tại vì là bé nó còn nhỏ quá, nên là nó còn nằm ở phía trên này chút xíu, nên là bác sĩ phải lên đè xuống. Cái đè đó nó đau lắm chị ơi. Xong rồi bầm đen thùi lùi cái chỗ này luôn nè, là sanh ra, mà sợ là mình sanh lâu thì đâu có được đâu đó, sanh lâu đó là cứ phải là đo nhịp tim. Rồi cái vụ này đo nghe nhịp tim mắc cười lắm. Ngọc á thì là
đi vô bệnh viện á, cái bụng lên là mấy cô y tá mỗi lần mà mấy cô điều dưỡng mỗi lần mà vô đo in hoài không thấy nhịp tim đâu hết trơn. Cái xong á là hả, mà ịn thì cũng hơi kiểu giống như là Ngọc cũng nhạy cảm á, kiểu giống như là mình thấy mình mong manh quá rồi, con mình ấy quá là mỗi lần mình ấn vô mình sợ mình trúng ấn con mình. Cái xong mình nói anh ơi trời ơi sao kỳ vậy, đo gì mà hả không có nghe được mà cứ đo ấn tùm lum tùm la, em đau quá này nọ. Thế là hả ông chồng là đi mua cái tai nghe tim thai luôn, về ổng nghe luôn, ổng nghe trước xong rồi sau đó là hả mấy cô điều dưỡng vô á là ổng chỉ nghe chỗ này nè, nghe chỗ này nè, rồi đặt vô cái là nghe được liền đó, nó vô mình có nội gián nó là giọng bác sĩ đỡ lắm mà. Đặt vô cái là nghe được liền luôn đó, rồi xong rồi đó là vậy đó. Mấy cô đó chắc cũng trời ơi bà này khó chịu quá này kia đó, chứ cũng lo à, lo chứ. Vậy thì nãy giờ là chúng ta sẽ hình dung là cái thể trạng của mẹ nó rất là bất lợi cho đúng cái hành trình mang thai rồi. Vậy thì các chỉ số của con thì như thế nào? Tại vì nếu như vậy tính ra 31 tuần mà em bé đã ra gặp mẹ thì là bé sanh non, là sanh non. Bé sanh non như vậy thì các cái chỉ số khác của con thì nó ổn không? Bé lúc đó là được 1,6 kg. Thì lúc mà sanh nó ra đó là sanh nó ra xong rồi đặt lên bụng mình cái là mình chỉ mới vừa kịp rờ cái tay nó thôi, rờ cái người nó thôi, chưa kịp nhìn nữa, tại vì nói chung là rờ ôm nó vô trong lòng vậy nè. Mình lúc đó mình lạy trời lạy Phật là mình cảm ơn là mình đã sanh nó ra được rồi đó. Thì ba nó khóc lên, rồi ba nó nói trời nó khóc rồi. Xong rồi cái là bác sĩ ẵm nó qua bên bàn bên kia rồi để kiểm tra sức khỏe liền. Tại vì sanh non mà phải kiểm tra sức khỏe liền, xong rồi sau đó là bé với ba với bé là phải lên xe để đi qua một cái bệnh viện khác, một bệnh viện nhi khác để chăm sóc cho bé. Vì cái bệnh viện mình đang sanh á thì cái khoa chăm sóc cho em những cái em bé mà sanh non nó chưa có đủ cái điều kiện, chưa có thiết bị điều kiện để mà chăm sóc cho những bé non như vậy. Người ta chỉ nhận những bé từ lớn tuần hơn một chút xíu, non nhưng mà non có chừng mực á, non mà phải lớn tuần hơn chút xíu nữa mới được. Thì là đi mất tiêu. À, mình ở bên này một mình, rồi hồi nữa mẹ vô xong rồi đó, xong đó nằm đó để mình may này kia. Xong rồi sau đó là nằm ở bệnh viện này, mình thì nằm ở bệnh viện này, con nằm bệnh viện kia, ba nó thì chạy đi chạy về để lấy sữa non. Lúc đó là rút sữa ra bằng cái ống chích á, cái xi lanh nhỏ mà người ta chích tiểu đường á, chút xíu vậy thôi à, tại vì không có lấy được sữa nhiều, lúc đó chưa có sữa, nặng là được nhiêu là lấy bấy nhiêu, lấy bao mấy ống á, là xong rồi họ đưa cho ông chồng, ông chạy qua bên kia cho con nó bú. Thì nếu như mà mình những cái ngày đầu mà còn ít sữa quá đó thì người ta sẽ pha thêm cái sữa công thức ngoài cho nó, còn đó những ngày sau là bắt đầu sữa nó lên nhiều rồi á thì là đầy đủ sữa rồi. Thậm chí là khi mà ở trong cái chỗ đó có bé khác nào xin sữa của mình nữa. Cái thế là cứ chạy đi chạy về, một ngày bé lúc đó là chín cử hả, bú chín cử hay sao đó, thì chồng lúc nào cũng túc trực ở bên bệnh viện kia. Bé nằm ở đó được một tuần xong mình chuyển một bệnh viện khác nữa để chăm sóc bé. Thì cái hành trình mà bé từ bệnh viện này qua bệnh viện kia nó cũng rất là khó khăn, tại vì thiết bị này nọ để tìm được, thì lúc đó chồng lo hết đó, ông xã ông cũng lo hết này kia, cũng hỏi người này người kia để làm sao cho nó an toàn, để làm sao cho nó tốt nhất cho bé. Thì đó là chuyển bé qua bên này, rồi xong mà bé nằm ở đó 5 tuần nữa thì một tháng. Thì lúc đó là ngày nào cũng lên ấp kangaroo, chồng thì lên 2 lần, lên buổi sáng, chiều thì chở thêm Ngọc. Đó là Ngọc lên, Ngọc ấp kangaroo rồi tập cho con bú. Nhưng mà cái lúc đó cái miệng nó nhỏ xíu à, nó không có bú mình được. Tới cái lúc mà nó về nhà, nó sinh tháng 6 đúng không, thì tới tháng 9 nó mới bắt đầu bú được, mới biết ngậm. Nên lúc đó nó mới bú được ngậm. Khi mà chị kể lại á thì em thấy chị kể rất là thoải mái nha, rất là thoải mái luôn. Nhưng mà em nghĩ là cái khoảng thời gian mà 3 tháng từ lúc mà chị sanh em bé cho tới lúc em bé về nhà là nó rất là nhiều cái cảm xúc, mà nó hỗn độn, nó đủ thứ cái hết. Đúng, chị rồi. Bị lo lắng lắm đúng không? Đúng rồi, rất là lo lắng, mà còn cảm thấy hơn kiểu giống như là mình phụ nữ sau sanh á cũng rất là đau đớn, dễ bị tủi thân này nọ nữa, xúc động này nọ, mà mình con mình thì mình cũng không biết là sức khỏe của nó sao, cũng không có chồng ở kế bên, cho nên là cảm thấy nó lúc đó khóc nhiều lắm, nó khóc rất là nhiều. Nhưng mà mỗi ngày mình lên mình thăm con mình thấy con mình nó mỗi ngày nó phát triển hơn, nó tốt hơn thì mình thấy mình mừng, mình thấy mình vui, rồi càng ngày càng như vậy đó.
là mình cố gắng, mình cứ ở nhà thì mình cứ lo lấy sữa đi, cứ mình cứ lo hút sữa xong rồi ngày nào cũng đem lên cho con để con nó có cái sữa mẹ đó, để tốt cho cái đường ruột của nó, tốt cho mấy bé sinh non. Thì đó là cứ cố gắng hai vợ chồng thôi, cứ dắt dìu nhau vậy đó ha, nương tựa nhau rồi dắt dìu nhau rồi cứ lên thăm con rồi về, đợi tới lúc mà bác sĩ cho về là mừng là lên là đem con về thôi. Mà lúc đó thì thực sự ra là cũng lóng ngóng lắm, bác sĩ chưa cho về nữa là tại vì chưa cho về sớm hơn là tại vì chưa có biết cách ẩm con nữa. Ẩm con mà nó mình sợ đó, mình tại vì con mình nhỏ quá, mình sợ ẩm nó chặt quá thì nó đau, mà mình nói chung là chưa mà có biết thì sợ rồi. Đúng rồi. Từ lúc mà em bé sinh ra cho đến lúc mà em bé được đón về nhà thì con tăng trưởng được bao nhiêu gram? À, từ lúc mà nó sinh ra là 1,6 kg, nó về nhà nó được 2,450 kg. Trời ơi, xuất sắc. Nó. Nhưng mà vẫn là một em bé nhỏ, 2,450 kg thì cũng như một bé vừa mới chào đời. Xíu à. Cái đoạn mà con ở trong bệnh viện để dưỡng nhi á thì mình căng thẳng theo kiểu là không biết con như thế nào. Thế thì khi con được về nhà, nhìn thấy con mỗi ngày full thời gian 24 giờ thì lúc đó Ngọc có giải tỏa được cái nỗi lo căng thẳng chưa, hay là lại đối diện với một cái kiểu lo mới? Một kiểu lo mới, tại vì từ đó giờ mình mới có con mà mình chăm con mình không biết chăm làm sao luôn á. Cứ hỏi người này hỏi người kia, cũng hỏi người lớn, chăm nó làm sao đây trời ơi. Rồi bữa nào mà chỉ có một mình á là rất là sợ hãi, kiểu như là phải có một người lớn nào đó ở nhà thì mình mới yên tâm, còn tại vì chồng phải đi làm rồi. Còn nếu như không có người lớn nào hết, có một mình ở nhà thì mình rất là sợ. Tại vì mình nghĩ là lỡ như con mình nó sặc sữa rồi sao, lỡ như con mình nó này nó kia rồi sao đây, rất là sợ hãi. Nhưng mà dần dần rồi cũng quen, dần dần rồi cũng chăm quen rồi, kiểu giống như là mình đi học từ từ vậy đó, học từ từ rồi mình cũng làm thuần thục. Ban đầu cũng không có biết cách tắm con, bạn Quỳnh Anh nó qua nó chỉ cách tắm con. Ban đầu cũng nhờ người về tắm, xong rồi thấy không ưng, kiểu không như ưng. Thấy không ưng, thấy họ mà người ta đang làm dịch vụ đó à, thì thấy không ưng. Với lại sợ. thêm cái nữa là mới ngày đầu tiên tới tắm á thì là cái cô bé đó là bị cảm. Nên là mình cũng không có muốn cho nữa, thật sự là không có muốn cho bé tiếp xúc với nhiều người ngoài quá. Ngay cả người ở trong nhà lúc đó thì mỗi lần vào cũng phải dùng dung dịch sát khuẩn, rửa tay này nọ đủ thứ, mà cái đó cũng là một vấn đề nữa. Có nghĩa là có người thì làm, có người thì rất là vui vẻ làm, nhưng mà có người là thì không, vui. Thì không kiểu giống như nói mình kỹ quá, nhưng mà phải như vậy, tại vì thực sự ra là những cái bé sinh non nó dễ bị nhiễm trùng, cho nên là phải như vậy, phải kỹ. Nhưng mà theo Ngọc tự đánh giá thì đó là một cái cơn lo âu bình thường của tất cả những bà mẹ có con nhỏ, hay là thực sự ở Ngọc là cái chỉ số lo âu nó nhiều hơn để đến mức mà mình, người ta làm dịch vụ đó mà người ta tới mà mình không ưng? Là thực ra là Ngọc thuộc dạng nào? Bây giờ Ngọc tự nhận xét đi là không, đó là cái cơn lo bình thường của mọi bà mẹ có con nhỏ, hay là thực sự là Ngọc tự thấy là mình lo âu nhiều hơn người khác? Ngọc bị bệnh rối loạn lo âu, được chỉ định rồi đúng không? Hay là tự chẩn đoán với ông bác sĩ luôn ở nhà? Rối loạn lo âu luôn, có nghĩa là cái gì mình cũng lo. Ngọc phát hiện điều đó từ khi nào? Rối loạn lo âu là gần đây thấy nhiều hơn, càng ngày càng nhiều hơn. Em cũng vậy á chị, cái gì mình cũng lo hết. Cái gì cũng lo mình hết. Hay tưởng tượng tầm bậy. Tưởng tượng tầm bậy, và cái gì mình cũng muốn tới tay mình, người khác làm không được, đúng rồi, đúng rồi, người khác làm mình không an tâm, kiểu giống như là mình bị cầu toàn quá đó, cho nên là cái gì mình cũng ôm vô mình hết, xong mà cuối cùng là mình bị stress quá. Mình không có tin tưởng ai để mình giao con mình hết, thì bây giờ mình thì đâu có ai dám nhận con, nhận để mà chăm con mình. Diễn biến được coi như là đỉnh cao nhất của cái việc tác động bởi rối loạn lo âu mà Ngọc thấy là nó đã ảnh hưởng thực sự đến mình. Thiệt sự là bây giờ đang ảnh hưởng đây, có nghĩa là tâm lý hiện tại đang không được ổn định lắm. Nhưng mà mình có thực hành để mình giảm tải cái nỗi lo đó không? Mình thực hành sao? Vậy sao biết mình bị rối loạn lo âu? Ai là cái người chẩn đoán? Đi bác sĩ. Thì bây giờ bác sĩ phải là người đưa lên phác đồ. Thì ông bác sĩ đó ông nói chưa? Ý là nói là bớt lo lại đi. Không, no. Có thiệt hả? Khoan, thiệt không? Có thiệt là người ta chuẩn nói đó là lâu cho bà rồi, người ta kêu bớt lo lại đi thiệt á hả? Rồi. Không có được. Em hay bị nghe câu đó lắm. Nhưng mà đâu có cái nguyên tắc điều trị nó đâu phải như vậy. Anh á, anh có nói chuyện với chị không?
thường xuyên nói luôn. Và chị cũng không tin anh luôn. Chị có tin anh không? Thì chị tin anh chứ, chị tin anh. Nhưng mà cái đầu của chị nó rất là lì. Cái đầu nó cực kỳ lì luôn. Nó không có thoát ra được cái điều đó. Chúng ta chỉ thấy được khi chúng ta làm này làm kia thôi. Tức là nó phải có hành vi cụ thể. Thực ra nó có rất nhiều những cái liệu pháp mà Ngọc phải thực hành. Ví dụ như là mình sẽ áp dụng trong câu chuyện là mình dám rời con trong một vài khoảng thời gian. Ban đầu là nó ngắn thôi, nhưng mà mình vẫn phải giao cho cái người mà mình tin nhất, mặc dù là không tin hoàn toàn. Rồi mình bắt đầu ủy thác cho những người xung quanh về một vài thứ, hoặc là mình ủy thác cho chính con mình. Ví dụ ok, thay vì mình phải ngồi mình cận kề với con mình chơi, thì bây giờ con có thể chơi và mẹ có thể ngồi từ xa mẹ quan sát. Để mình rời dần dần. Bên cạnh đó là mình phải tái thiết cuộc sống của mình với những cái nội dung khác nữa. Ví dụ như là sở thích của bạn là gì, tận hưởng cuộc sống của bạn là gì. Mình không cần phải đắm chìm vào trong đó, nhưng mà mình thực hành nhỏ nhỏ. Ví dụ mỗi một ngày 15 phút thôi, cho một cái gì đó thuộc về mình, mà mình không cần phải đi giải quyết cái điều đó. Cái cách quan trọng nhất hiện nay để làm cho Thanh Ngọc bớt rối loạn lo âu đó là trả cô ấy về với gia đình sớm nhất. Chốt lại chỗ này thì mình sẽ có một cái lời tha thiết mong cầu là thôi thì Ngọc hãy cố gắng để tiếp cận với những cái bạn mà trị liệu về tâm lý á, để mình có thể thực sự được thực hành. Vì con mới có 3 tuổi thôi. Và Ngọc phải hình dung là trong từng chặng phát triển của con sau này nè, nó có 1001 vấn đề mà mình sẽ bị lo âu đó. Nên nếu như bây giờ mà Ngọc không ổn á, sau này nhiều vấn đề nó tích tụ, nó sẽ rất là kinh khủng. Và chúng ta đã thấy ngoài kia rất nhiều gia đình mà ba thương con, mẹ thương con, nhưng cái gắn kết giữa họ dành cho con nó lại rất là toxic, nó lại rất là độc hại. Là vì đôi khi họ không tin, họ không ổn, thì cái sự chăm sóc đó vô tình nó lại biến thành một cái điều khác. Nó lại có hại cho tất cả những người có liên quan trong mối quan hệ đó. Thôi bây giờ chị nhắn gửi đi. Chị có một cái lời nhắn gửi nào đó cảm ơn, hoặc là nhắn gửi gì đó cho ai thì chị nhìn vào đây nha. Nói chung là cái khoảng thời gian những cái gì đã trải qua thì Ngọc rất là cảm ơn gia đình hai bên cũng đã cùng đồng hành, cũng đã hỗ trợ Ngọc. Và đương nhiên là chắc chắn là cảm ơn ông xã rồi. Cảm ơn rất là nhiều luôn vì đã luôn ở bên cạnh em. Vì đã làm một cái nguồn động viên rất là lớn để mà em có thể được vững vàng hơn. Và Ngọc cũng nhắn gửi đến những bà mẹ hiếm muộn khác đi. Thì là mình hãy tin vào những cái cố gắng của mình. Khi mà mình cố gắng thì chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ đạt được cái mong muốn của mình. Và cũng phải chuẩn bị tinh thần để khi mà mình đạt được cái điều đó rồi đó, mình không có bị bỡ ngỡ và sẽ đầy đủ sức khỏe cũng như là tinh thần luôn thật là thoải mái nhất để có thể chăm sóc con của mình, chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Và Ngọc cũng sẽ cố gắng để làm điều đó. Cảm ơn chị rất nhiều. Em chúc cho chị bớt lo âu. Và em vẫn mong nhìn thấy Thanh Ngọc của ngày xưa, lúc nào chị cũng tràn đầy năng lượng hết. Khi mà chị bớt lo âu thì chị sẽ rất là nhiều năng lượng, chị chọc mọi người, chị làm cho mọi người rất là vui. Và em vẫn yêu chị như ngày nào. Cảm ơn em. Chương trình tặng quà cho chị nè. Đây là cốt súp gà, một sản phẩm của Quốc Việt Food, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị, dễ dàng hơn trong quá trình chế biến. Còn đây là bộ son Yurika, một thương hiệu son đến từ Nhật Bản, với rất là nhiều màu son cá tính. Chị đi diễn mỗi một ngày chị đánh một màu cho em. Mỗi ngày đánh một màu ha. Một phần quà đến từ nhà tài trợ đó chính là sản phẩm Pito Bimbi Apetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ tặng thêm cho bé một ba lô gấu Pito Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 trên kênh HTV9 vào thứ tư hàng tuần. Và lúc 21:30 chương trình sẽ phát lại trên kênh YouTube của chương trình MCV Media hoặc là ứng dụng Netlove. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Pito Bimbi Apetito Siro ăn ngon 3 tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì Ngọc Lan, chị Tô Nha và ca sĩ Thanh Ngọc xin phép được chào tạm biệt.